Hello, xin chào mọi người. Mình là Jenny đến từ Cò Số 8. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nói cho các bạn 5 điều mà các bạn cần biết trước khi chơi Axie Infinity. Và bây giờ thì mình cùng bắt đầu nha. Ok, trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì các bạn đừng quên đó là hãy bấm tham gia cộng đồng gaming của Cò Số 8. Mình đã để hai cái link ở đây, các bạn có thể bấm vào hoặc là search những từ khóa này. Các bạn mở Telegram ra và chúng ta sẽ tham gia vào group Số 8 Gaming. Thì group này là group chính thức của cộng đồng Số 8 Gaming. Ở trong này sẽ có những admin và là những member, tụi mình sẽ thoải mái cùng nhau thảo luận hay là đặt câu hỏi những vấn đề liên quan đến ví dụ như DeFi, về crypto, về kiếm tiền, về NFT, về gaming, tất cả mọi thứ. Thì tụi mình là một cộng đồng mở và ai cũng có thể join hết. Thì mình cũng rất là welcome, nếu như các bạn đang xem video, các bạn có thể tham gia cộng đồng của tụi mình. Còn cho những bạn nào mà chúng ta chưa biết Axie Infinity là gì, cách chơi, rồi hướng dẫn chơi, tất cả mọi thứ, thì các bạn có thể lên YouTube và search Cò Số 8 TV. Bấm vào phần video thì nó sẽ ra những video của mình đã làm từ trước liên quan đến Axie, thì các bạn có thể coi trước khi bạn bắt đầu video ngày hôm nay. Cũng như là tụi mình cũng làm những video khác liên quan đến DeFi, liên quan đến trading và những buổi phỏng vấn và những tin tức của thị trường vân vân, thì các bạn có thể xem toàn bộ video ở trong YouTube của Cò Số 8 nha. Ok, vậy thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nói cho các bạn biết là 5 điều chúng ta cần nên biết được trước khi mà chúng ta quyết định là có nên chơi Axie Infinity hay không. Điều đầu tiên thì các bạn cần chú ý đặc biệt hơn một chút, tức là Axie Infinity không hẳn là thuộc loại game truyền thống. Game truyền thống tức là sao? Là những game mà các bạn vẫn hay chơi, ví dụ như là League of Legends, LOL, Dota, rồi BOBG, vân vân. Đấy là những game truyền thống. Thì Axie Infinity nó đặc biệt hơn một chút, nó cũng là game nhưng mà nó đặc biệt hơn một chút, đó là game được xây dựng trên công nghệ blockchain. Đó, công nghệ blockchain thì nghe nó có vẻ vĩ mô hơi khó hiểu một chút, đúng không? Nhưng mà các bạn cứ nghĩ đó là một cái gì đó rất là đơn giản. Đây là giao diện của Axie Infinity. Thì nếu như các bạn lên Axie Infinity Marketplace, các bạn bấm vào một con thú bất kỳ, đó, một con thú bất kỳ, một con pet bất kỳ ở trên phần Marketplace, thậm chí là land hay là item hay là bundles, thì mỗi cái item ở trong này nó đều sẽ được mã hóa trên công nghệ blockchain, và mỗi con thú này sẽ được gọi là một NFT. Thì NFT là gì? Để giải thích cho NFT thì mình sẽ không giải thích ở video ngày hôm nay, mà mình đã làm một video về đây, về NFT là gì rồi, thì các bạn có thể bấm vào video này để hiểu NFT là gì. Thì mình sẽ nói sơ qua đó là cái NFT mà bạn sở hữu á, nó sẽ là độc nhất vô nhị trên toàn thế giới này. Nó sẽ không bao giờ có một cái NFT thứ hai giống cái NFT mà các bạn đang sở hữu hết. Giống như là tất cả những cái con thú mà các bạn sở hữu trong đây, các bạn mua trong Axie, đều là độc nhất vô nhị và không bao giờ có một con thú nào giống với lại con thú mà bạn đang sở hữu. Thì nó được gọi là NFT và nó được mã hóa trên công nghệ blockchain. Vậy đặc tính của công nghệ blockchain là sao? Tức là mọi thứ đều được minh bạch. Tính minh bạch là tính rất là quan trọng khi mà chúng ta nói đến blockchain. Ví dụ như các bạn thấy con NFT này, nó sẽ có người buyer địa chỉ ví là bao nhiêu, seller địa chỉ ví là bao nhiêu, giá của nó là bao nhiêu, hoặc là NFT này nó để được mua bán bao nhiêu lần, qua tay bao nhiêu người, rồi mỗi lần mua bán như vậy thì giá là bao nhiêu. Tất cả mọi thứ các bạn đều có thể track được hết, và đó cũng chính là một cái mà mình rất là thích tại khi mà mình chơi game, đó là mọi thứ đều cực kỳ minh bạch luôn. Và cái trải nghiệm chơi game khi mà chơi Axie á, thực ra nó không có một cái gì gọi là too technical, nó không có một cái yếu tố công nghệ gì ở đây hoặc có gọi là khó sử dụng quá, hay là liên quan đến rất là nhiều kiến thức về crypto blockchain thì không có, hoàn toàn không có. Bởi vì mình biết rất là nhiều những người anh chị, người bạn của mình chơi Axie mà họ hoàn toàn không biết một kiến thức nào về crypto hay là về cái gì hết mà họ vẫn có thể chơi được Axie. Điều số 2 mà bạn cần biết trước khi chơi Axie Infinity là gì? Thì mình cũng nói luôn, đó là Axie Infinity nó đòi hỏi là chúng ta phải deposit tiền vào trước, xong rồi chúng ta sẽ phải sở hữu những con thú trước rồi chúng ta mới chơi được. Nó không có cái chế độ cho bạn gọi là chơi thử, mình muốn chơi thử Axie coi là mình có thấy nó vui không, coi là mình có thể kiếm tiền được nó không, rồi không biết là cái game này nó chơi như thế nào. Thì rất tiếc là Axie không có chế độ chơi thử, mà các bạn để chơi là phải chơi thật,
Đó, cho nên ví dụ như mà các bạn muốn nó, khi mà các bạn download Axie về thì màn hình của Axie các bạn sẽ không có ba con thú này đâu, mà các bạn phải lên chợ, lên marketplace các bạn mua, sau đó các bạn đồng bộ hóa vào thì nó mới hiện ra ba con thú này, thì các bạn mới có thể cầm ba con này và các bạn đi đánh adventure hay là arena được. Là cái số lượng của nó bắt buộc phải là ba con, không phải là hai con hay là một con mà các bạn có thể tham gia game được đâu nhá. À, rồi thì các bạn chú ý cho mình là điểm thứ nhất là các bạn cần phải sở hữu ba con thú trước khi mà bạn có thể bắt đầu chơi. Và quay lại cái câu chuyện đó là sở hữu ba con thú đúng không? Thì nếu như mà các bạn vào marketplace axieinfinita.com á, thì các bạn có thể rảo một vòng và các bạn thấy được cái giá của con Axie đối với nhiều người thì nó sẽ khá là cao đó. Ví dụ như là bây giờ mình lấy một con rất là trung bình nha, mình đang search, các bạn lưu ý là mình đang search lowest price, tức là từ giá thấp nhất á, từ giá thấp nhất đã là khoảng $320 rồi. Đấy là $320 mà các bạn tính ra tiền Việt. 320 đô mà nhân cho khoảng 23200 đi thì nó sẽ là gần 7,5 triệu một con. Rồi, gần 7,5 triệu một con mà các bạn nhân cho 3 con là mình cũng ít nhất là phải bỏ ra 22 triệu, bỏ ra 22 triệu để có thể sở hữu 3 con chơi cái game này. Mà mình nói thiệt với các bạn luôn là mình đã tham khảo ý kiến của rất là nhiều người chơi game Axie rồi. Thực tế mà nói, cái đội hình Axie khi mà các bạn bỏ ra 300 đô mà các bạn mua một con thú á, thì ba con sẽ là tầm 900-1000 đô á, thì cái đội hình đó nó khá là nói sao nhỉ, nó khá là không ngon á, mình cũng không biết dùng từ gì nữa. Tóm lại là khi chơi các bạn sẽ cảm thấy nó khá là yếu á, đội hình nó khá là yếu để mình có thể chơi thắng được ở adventure hay là mình có thể lên level nhanh á, mình đánh nó khá là mệt bởi vì những cái chiêu thức rồi nó sẽ lai tạp giữa các loại trụng tạp với nhau, đánh nó khá là yếu. Cho nên cái đội hình mà mình tham khảo từ bạn của mình á, là ít nhất một con Axie cũng nên phải là từ 500 đô trở lên, tức là ba con các bạn cần sẽ các bạn sẽ phải bỏ ra là 1.500 đô cho đến 1.800 đô. Đó, từ 1.500 đô đến 1.800 đô thì các bạn sẽ có thể có được một cái đội hình gọi là ok, gọi là tốt để các bạn tham gia cái trò chơi này. Thì đối với rất là nhiều người, mình biết con số 1.800 đô mà các bạn nhân thử ra tiền Việt Nam thì nó cũng là hơn 41 triệu các bạn. Thì thử hỏi xem là có cực kỳ nhiều consideration, rất là nhiều người phân vân là có nên bỏ một số tiền rất lớn 41 triệu ra chỉ để mua ba con thú này và chơi game Axie hay không, thì đó cũng chính là một cái concern rất là lớn đối với nhiều người. Rồi, vậy thì làm sao để không cần phải bỏ một số tiền lớn ra như vậy mà vẫn chơi được Axie mà vẫn kiếm tiền được, thì mình sẽ giải đáp cho các bạn ở điều số 3 nha. Ok, bây giờ mình sẽ nói sang điều số 3. Điều số 3 đó là chúng ta nên biết có một cái chương trình được gọi là Scholarship. Scholarship dành cho những bạn nào có thời gian nhưng mà không có vốn để chơi. Tức là bây giờ mình đang dịch chẳng hạn thì mình có rất là nhiều thời gian rảnh ở nhà, nhưng mà mình không rất là consider, mình không thể bỏ ra một số vốn 30 triệu, 40 triệu để mình build một cái team Axie để mình chơi được. Nó sẽ mình chưa tin tưởng lắm, cho nên mình sẽ không bỏ ra số tiền lớn để mình chơi. Đó, thì mình sẽ tham gia một cái chương trình được gọi là scholarship, hay còn gọi là một cái guild á, hay còn gọi là một cái guild. Mình lấy ví dụ nha, mình lấy ví dụ như 68 Gaming Guild chẳng hạn, là Jenny là chủ trì, thì Jenny sẽ lập ra một cái 68 Gaming Guild và mình sẽ build một cái account gồm có 3 con thú là 1.800 đô. Sau đó mình sẽ đưa cái account này cho bạn để bạn chơi giùm mình. Đó, nó sẽ là một người có tiền mua thú nhưng không có thời gian chơi, và mình đưa cho bạn là một người có thời gian chơi nhưng mà không có bỏ tiền ra mua thú, thì các bạn sẽ được lương. Thì cái scholarship này là một cái campaign, nói confirm luôn là nó không liên quan gì đến Axie Infinity hết. Axie Infinity team của họ không có bỏ tiền ra để marketing hay là không có bỏ tiền ra để build cho cái scholarship này, mà scholarship này là từ cộng đồng build lên và xuất phát điểm là ở Philippines. Ở Philippines thì các bạn đọc báo họ đã có rất là nhiều người đã đổi đời từ cái việc tham gia scholarship này, xong rồi họ mua nhà, mua xe, rồi đó. Nói chung là một cái làn sóng ở Philippines làm dậy sóng lên Axie Infinity như chúng ta đang thấy ở Việt Nam hiện tại, là cũng một phần là nhờ cái làn sóng scholarship ở Philippines. Thì đó, cái mô hình scholarship nó rất là đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà các bạn cần, nếu như mà xem video này, mình không hề khuyên các bạn là nên tham gia scholarship hay là không hề khuyên các bạn nên bỏ 1.800 đô ra chơi Axie nha. Mình không hề khuyên, không hề khuyến khích hay là không hề dụ dỗ gì các bạn hết. Nhưng nếu như chúng ta đang consider thì mình khuyên các bạn nên chọn một nguồn uy tín,
uy tín và tin tưởng nha, tức là mình biết người đó hoặc là mình tin tưởng người đó thì mình mới tham gia. Chứ sẽ có rất là nhiều trường hợp mà ví dụ họ đưa ạc cho bạn bởi vì họ là người cầm cán mà, họ là người cầm cán, họ là người cầm seed phrase, họ là người cầm mật khẩu, cầm email để đăng ký mật khẩu mà, đúng không? Bạn chỉ là người cầm account thôi, cho nên nếu như bạn cày xong SLB mà họ scam bạn một cái, họ không trả tiền cho bạn thì bạn cũng đâu làm gì được đâu, đúng không? Bởi vì account là họ cầm mà. Đó, cho nên là nó sẽ xảy ra rất nhiều trường hợp lừa đảo. Thì các bạn nên chọn một chỗ uy tín để các bạn gửi gắm niềm tin vào. Thì đó, mình chỉ nói vậy thôi chứ mình cũng không khuyến khích các bạn tham gia, mà nên là một nguồn kiến thức để cho các bạn biết là có một cái chương trình như thế này. Ok, điều số 4 đó là các bạn cần phải có một kỹ năng tính toán. Tính toán ở đây tức là sao? Thì mình thấy có rất là nhiều bạn khi mà chơi Axie thì có một số ý kiến nói là chơi Axie rất là dễ, rồi nhắm mắt cũng qua, rồi không cần suy nghĩ gì hết, rồi nói chung là chơi ván nào cũng thắng. Thì đó là những bạn có thể là chơi game giỏi, nhưng mà còn đối với mình thì mình cảm thấy chơi Axie nó cần phải có sự tính toán, nó cần phải có chiến thuật chứ không phải là chơi nhắm mắt cũng qua. Thì đối với mình là vậy. Thì tính toán ở đây là cả nghĩ đen và nghĩ bóng. Tức là sao? Mình sẽ mở một game mà mình giải thích cho các bạn nha. Rồi, ví dụ mình chơi thử một ván Adventure. Thì đây là game mà đấu kháng, cho nên là các bạn cần phải tung ra những chiêu thức để các bạn giết được ba con này, và nó sẽ có ba vòng khác nhau để các bạn thắng được toàn bộ một cái run này. Là các bạn thấy đối thủ của mình đang có ba con, đúng không? Mỗi con sẽ là 456 máu. Thì mình phải tính xem là mỗi chiêu mà mình đưa ra á, là nó có đủ chết cho một con không. Tức là ví dụ như mình thấy lá này, đây là lá Heartbreak. Lá Heartbreak này nó có chỉ số máu, chỉ số đam là 215. Khi mà mình chọn, mình bắn ra chiêu này á, thì cái con đậu, con bin bin này nè, là nó sẽ bị trừ máu là 456 trừ 215. Đó. Hay là ví dụ mình ra tiếp chiêu này, là cái con máu đó là nó sẽ trừ tiếp 233 máu. Đó, thì cái độ màu đỏ tức là cái độ đam. Thì ở đây các bạn cần phải cộng rất là nhanh. Ví dụ như có những con lên đến 600, 700 hoặc là 800 máu, thì các bạn cần phải chọn những cái lá bài nào mà nó có cái chỉ số máu, cái chỉ số màu đỏ cộng lại cho nó ít nhất là nó phải nhỏ hơn một chút, hoặc là nó lớn hơn, hoặc là nó bằng cái 670 mấy máu đó thì mình mới giết được cái con đó được. Mình lấy ví dụ ha. Đây, mình sẽ bắn một cái mũi tên này cho con này chết trước. Sau đó thì mình sẽ đưa ra một cái chiêu sấm sét cho con này nó chết luôn, là mình sẽ sử dụng hai chiêu này để đánh được một con máu 456. Rồi, các bạn có thể thấy nha, 215. Nó được crit lên 473. Và con này cũng được crit lên 577. Mình rất là hên nha. Thì đó, thì nếu như mà hên thì các bạn sẽ được crit. Rồi, thì ok, mình sẽ nói sơ qua để cho các bạn hiểu là cái sự tính toán là như thế nào, là các bạn cần phải cộng lại, biết cách cộng nhanh để cộng lại ha. Ok, mình sẽ đầu hàng để mình nói cho các bạn phần tiếp theo. Rồi, tính toán ở đây có nghĩa là gì nữa? Tính toán ở đây đó là khi mà các bạn vào Axie Zone á, nó có một cái gọi là Axie Zone. Đó, sau khi mà các bạn vào Axie Zone thì ở trang web này nó có rất là nhiều những cái guides, là những cái hướng dẫn các bạn, ví dụ như là buff nè, đó, hay là Axie Stats, là những cái chỉ số của mỗi hệ nó là bao nhiêu. Thì các bạn cần phải tính toán xem khi mà chúng ta build một đội hình Axie á, ở đây mình đang build là con chim, con plant với lại con beast. Thì nếu như các bạn build một đội hình Axie, các bạn cần phải tính toán xem, đó là nếu như chỉ số mà các bạn build con beast chẳng hạn, thì các bạn cần nó có chỉ số morale cao nhất, thì các bạn nên chọn hệ nào. Đó là cần phải có một sự tính toán, bởi vì mỗi hệ và mỗi cái cột xanh, vàng, tím, đỏ, nó là một cái chỉ số và một cái sự so sánh khác nhau. Cái này mình đã nói ở video trước rồi, cho nên là mình không nhắc lại nữa. Ok, tiếp theo đó là điều số 5. Điều số 5 thì điều này mình cũng sẽ nói nhanh thôi. Đó là khi các bạn bấm vào Axie, các bạn view details, thì chúng ta sẽ có mỗi con là 4 cái card, tức là 4 cái chiêu thức, đúng không? Và 4 cái chiêu thức này chúng ta cần phải đọc rất là kỹ trước khi mà chúng ta bấm vào chơi Adventure hay là Arena. Và bởi vì cái chiêu thức này nó sẽ là bằng tiếng Anh, cho nên là mình nghĩ là một cái yếu tố rất là quan trọng trong khi mà bạn cần biết, đó là yếu tố tiếng Anh, là yếu tố English, yếu tố tiếng Anh, là các bạn cần phải
có một cái lượng tiếng Anh nhất định để các bạn tham gia chơi cho nó dễ. Tất nhiên là chúng ta có thể dùng Google dịch được, nhưng mà mình nghĩ nếu như bạn nào mà có tiếng Anh thì các bạn cũng đọc dễ hơn. Đó, mình sẽ đọc những cái chiêu thức của con của mình xem là mỗi chiêu nó sẽ có chức năng là gì. Thì các bạn ghi ra một tờ giấy hoặc là ghi ra một cái nốt, sau này mà mình dùng chiêu nào thì mình sẽ nhớ cái chức năng và sau này mình đánh nó dễ hơn. Không những là mình đọc cái chiêu thức của con mình, mà mình sẽ trong cái trận đấu arena, bây giờ mình sẽ chơi thử một cái ván arena, là mình cần phải đọc chiêu của con đối thủ của mình nữa. Cho nên là trong cái nè, ví dụ như mình ra chiêu đúng không, thì mình sẽ cần phải đọc xem là cái card của mình nó là có chức năng gì, rồi mình sẽ bấm vào con đối thủ của mình xem. Đó, bấm vào con đối thủ mình xem là đối thủ của mình nó có những chiêu gì, bây giờ mình sẽ đọc coi nó có những chiêu gì để mình có những cái chiến thuật chơi nhất định. Cho nên là ở trong đây mình không thể dùng Google dịch được, mình cũng phải đọc lướt qua rất là nhanh, và mình cần phải có tiếng Anh để mình đọc được hết cái tất cả những cái chiêu thức của những cái con đối thủ của mình chơi như thế này. Đó, các bạn thấy không? Tất cả là bằng tiếng Anh hết và mình cần phải đọc. Thì cho nên, và trong cái Axie Zone này nó cũng là bằng tiếng Anh hết và Marketplace nó cũng là tiếng Anh. Cho nên là mình nghĩ yếu tố tiếng Anh cũng là một yếu tố mà khá là quan trọng khi mà chúng ta chơi game Axie. Thì đây là 5 điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn, cũng như là kết thúc video ngày hôm nay. Thì các bạn đừng quên cho mình một like và một subscribe cho channel của Cơ Sở 8 TV, cũng như là có thể trò chuyện hơn nhiều với Jenny và nhiều hơn với đội ngũ của admin của Cơ Sở 8 Gaming tại hai cộng đồng mà mình để link ở bên dưới, thì các bạn có thể bấm vào để tham gia cùng với tụi mình nha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem hết video ngày hôm nay. Thì chắc là sẽ chào tạm biệt các bạn tại đây, và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau tiếp theo của Cơ Sở 8 TV nha. Bye bye.